Xin chào quý vị và các bạn. Bước sang những ngày cuối tháng 5, các tỉnh phía Nam đang đón nhận những chuyển biến rõ ràng hơn về thời tiết khi mà đới gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh dần trở lại. Báo hiệu mùa mưa tại các tỉnh phía Nam chính thức bắt đầu. Đặc trưng mùa mưa phương Nam là ban ngày trời nắng ráo, nhưng không còn nắng nóng như những ngày mùa khô nữa. Mức nhiệt cao nhất hôm nay tại Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ, còn Nam Bộ là từ 33 cho đến 35 độ. Về chiều tối, thường là sau 16 giờ chiều, những cơn mưa chuyển mùa tiếp tục xuất hiện sẽ làm giảm nền nhiệt, xua tan cái nóng oi bức đã án ngự trong nhiều tháng qua, cứu lấy những vườn cây đang trong cơn đại hạn. Một số nơi có thể đón nhận lượng mưa từ 30 cho đến 50mm. Tuy nhiên, mưa đầu mùa thường tồn đọng nhiều bụi trong khí quyển nên chưa thích hợp để làm nước uống. Đồng thời, người dân khu vực nên chủ động phòng tránh nguy cơ ngập úng cục bộ vào thời điểm tan tầm. Một khu vực khác cũng được dự báo tăng mưa, đó chính là khu vực Bắc Bộ. Ngày hôm qua, rãnh áp thấp ở phía Bắc là nguyên nhân gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ như là tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ, dưới tác động của vùng thấp nóng phía Tây thì thời tiết lại nắng ráo với nền nhiệt độ cao hơn hẳn so với các tỉnh phía Đông. Nhưng kể từ đêm qua và sáng nay, khi rãnh mây dông di chuyển xuống thì mưa sẽ lan rộng từ các tỉnh phía Đông sang cả các tỉnh phía Tây và lan xuống cả khu vực Bắc Trung Bộ. Dự báo là đợt mưa này sẽ kéo dài cho đến ngày Chủ nhật, trong đó khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh cho đến Hải Phòng sẽ có mưa vừa đến mưa to, thậm chí là có nơi có mưa rất to và dông. Mưa xuống sẽ khiến cho nền nhiệt độ các tỉnh Bắc cũng như Trung Bộ giảm đáng kể. Ngày hôm nay, Bắc Bộ cũng như các tỉnh Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh, nhiệt độ đều phổ biến ở dưới mức 32 độ. Thời tiết rất mát mẻ, nhưng các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời sẽ không diễn ra thuận lợi. Nằm xa hơn về phía nam của rãnh mây dông, nên các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên, thời tiết ít mưa hơn và nền nhiệt độ cao hơn so với các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, nắng nóng chỉ còn xảy ra lác đác ở một vài nơi thuộc vùng núi phía Tây. Đồng thời, bầu không khí cũng dễ chịu hơn so với những ngày trong tuần. Riêng với các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt là từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận, thì thời tiết vẫn phổ biến nắng ráo và ít mưa, nên nhiệt độ ổn định. Đồng thời, tình trạng hạn hán vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực này với mức độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 2, cấp 3. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực ven biển Quảng Ninh ngày hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng cao xuất hiện tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại vùng biển Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thì trời sẽ nhiều mây hơn, mưa rào và dông cũng xuất hiện, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km, sẽ gây khó khăn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền trên khu vực. Ngoài ra, dưới tác động của gió mùa Tây Nam nên trong 2 đến 3 ngày tới, khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, từ Cà Mau cho đến Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là thời tiết miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ duy trì trạng thái mưa rào mát mẻ trong ngày thứ bảy cuối tuần, trong khi các tỉnh phía Nam bắt đầu kiểu thời tiết sáng nắng chiều mưa, điển hình của mùa mưa. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Thank you.